Xin kính chào anh chị và các bạn đang quay trở lại với video trên kênh Điện thoại Tây Ninh. Hôm nay thì Hoàng sẽ giới thiệu một căn nhà của cô Hương đang cần kêu bán. Nhà nguyên căn, chỉnh chu hoàn tất. Anh chị mua về là chỉ dọn đồ và ở ngay thôi. Nhà cửa thì sạch sẽ, chất lượng nha anh chị. Và ngày hôm nay vị trí căn nhà này nằm tại ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Cách quốc lộ 22B là chỉ khoảng độ 300 m và di chuyển về tới Ủy ban nhân xã Cẩm Giang là chỉ khoảng độ 1,5 cây số anh chị. Khu vực này dân cư rất là đông nha. Đường này là quy hoạch lộ giới 20 m, tính từ tiệm đường vào mỗi bên là 10 m. Bên đây là cái hướng để qua quốc lộ 2B nè anh chị, còn nếu chạy ngược lại là vẫn là đường thông. Sau đây thì xin mời anh chị tham khảo qua được sổ sách của căn nhà ngày hôm nay. Sổ hồng chính chủ nằm tại nhà, anh chị có nhu cầu mua thì liên hệ với cô Hương công chứng ngay trong ngày luôn nha. Mà mọi nhu cầu chi tiết muốn mua căn nhà này xin liên hệ với cô Hương qua số điện thoại 0978 193 953 đã thể hiện góc trên màn hình. Đó là chủ nhân của căn nhà này anh chị. Vị trí Hoàng nhắc lại một lần nữa nằm tại ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Và đặc biệt thì miếng đất ngày hôm nay rất là đẹp, nở hậu, lại full 100% thổ cư nữa. Tổng diện tích sử dụng đất ngày hôm nay là 259 mét vuông. Toàn bộ là đất thổ cư nha anh chị. Và đất của mình nằm ở mặt tiền đường nhựa lớn, có lộ giới quy hoạch là 20 mét, tính từ tiệm đường vào mỗi bên là 10 mét. Rồi, tiếp tục xin mời anh chị qua xem được cái hình dạng thửa đất trên sổ. Đây, anh chị thấy cái hình sổ rất là đẹp ha, và thực tế bên ngoài nó cũng như vậy. Phần mặt tiền tiếp giáp đường nhựa là 5m66, hai cạnh nhà vào một cạnh là 44m6, cạnh còn lại là 44m25. Mặt hậu nở ra là 6m01 nha anh chị. Thế đất nở hậu đẹp, nằm mặt tiền đường nhựa. Và đường này là đường có tên luôn, đường Thác Cẩm Long, Bầu Rừng. Đấy, và đường thông toàn bộ. Và hướng nhà và đất ngày hôm nay là hướng Tây Bắc. Còn đây là cái vệ tinh Google Map mà Hoàng chụp từ vị trí nhà cho chị xem. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển ra ngay cái vạch vàng anh chị, đó là quốc lộ 22B. Mình chạy ra đó chỉ khoảng độ 300 mét thôi, khá là gần nha. Còn mức độ dân cư anh chị thấy được khu vực này khá là trầm uất. Trong vòng bán kính khoảng 1,5 cây số thì nó có hai cái chợ rồi anh chị, chợ Cẩm Giang và chợ Cẩm Long. Ngoài ra trường học từ cấp 1 mẫu giáo rồi cấp 2 xung quanh ở đây. Đấy. Và đặc biệt là nếu mà di chuyển về các hãng xưởng, khu công nghiệp thì chỉ khoảng độ 7 đến 8 cây thôi. Và nếu mà di chuyển về tới khu công nghiệp Phước Đông là khoảng 10 cây số nha anh chị. Về tới trung tâm thị xã Hòa Thành là cũng khoảng độ 6 cây. Về trung tâm thành phố Tây Ninh là 10 cây. Đó, đó là vị trí chính xác của mình. Còn nếu như mà anh chị di chuyển về tới bến xe An Sương của thành phố Hồ Chí Minh là khoảng độ 70 cây nha. Đó là toàn bộ thông tin giấy tờ sơ bộ ban đầu. Thì sau đây xin mời anh chị ra ngoài thực tế review với em căn nhà này. Đây, bắt đầu từ vị trí này, kéo dài qua đây là 5m66, cạnh này dài xuống là 44m6, mặt hậu nó là 6m và cạnh này là 44m25. Đấy, có một sân trước, một phòng khách, hai phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, rồi bếp, toilet và nguyên một khoảnh đất ở phía sau để anh chị có thể trồng rau nuôi gà nha. Ranh giới thì xây hàng rào hết rồi anh chị, kính cổng cao tường. Mặt tiền rất là thoáng ha. Đấy, ở trước còn xây cái phần vỉa hè nữa, trồng cây xanh. Gốc cột thì cũng đặt được chỉnh chu, lát gạch toàn bộ. Cổng rào sơn nước hết nha anh chị. Phía sân trước này thì được chủ lát gạch vỉa hè rất là hoàn chỉnh. Sân này thì để có thể được hai chiếc xe hơi. Và đặc biệt thì hai bên đã được xây tường, còn bên đây thì xây nền móng và làm những khung sắt rất là chắc chắn và an ninh. Đây là cái view nhìn trước sân của mình nè. Khu vực này khá là an ninh nha anh chị. Và bên hông đây thì cũng còn khoảng độ 4 tấc để chị có thể tận dụng để những cái vật dụng cá nhân của mình ở bên hông này. Và đây là cái sảnh đầu tiên của căn nhà. Đấy. Rất là chỉnh chu ha. Toàn bộ đã được lát gạch rồi lăng bê làm kiểu cọ thì rất là hoàn chỉnh. Nói chung thì về mặt thẩm mỹ thì căn nhà này là khỏi chê rồi anh chị. Về là ở ngay thôi, cũng không cần dọn dẹp hay là sửa sang gì hết. Đây là không gian phòng khách với diện tích là 20m2, lát gạch lên đến gần 2m. Ở trên thì giấy dán tường, rồi hệ thống đèn led. Đây là cái trước sân của mình nè, rất là thoáng và sạch sẽ ha. Hệ thống cầu dao nằm ở trên đây. Và đây thì có một cửa sổ để lấy ánh sáng và thoáng khí. Toàn bộ nội thất trong căn nhà ngày hôm nay thì nói chung không có nhiều, chủ sẽ để lại hết cho mình nha anh chị. Đó là cái không gian phòng khách. Còn hành lang này là khoảng độ 1,5 m nè, để dẫn thẳng xuống hai cái phòng ngủ. Và có cửa sổ để lấy ánh sáng và thoáng khí bên đây luôn.
cửa sổ bằng lớn nha. Phòng ngủ này với diện tích là 10 mét vuông, nó sẽ kéo dài nha anh chị. Khu vực này thì cũng giống như cái phòng khách, đã được lát gạch lên đến gần 2 mét. Rồi ở trên đây thì có giấy dán tường, trần long phong thạch cao thả trần, có hệ thống cửa sổ và đèn led luôn. Phòng ngủ thứ hai này cũng với diện tích tương đương và cái mô típ như vậy luôn nha anh chị. Căn nhà này phù hợp cho một gia đình, hai vợ chồng và hai đứa con. Đấy. Căn phòng này thì anh chị về chỉ việc là gắn máy lạnh vô thôi và mua tủ và giường ghế. Đây là không gian sinh hoạt chung của căn nhà nè anh chị, nơi khu vực mà nó ghé ra thành như cái chữ L vậy đó. Cửa sổ thì bảng lớn 4x4 nha. Thì toàn bộ căn nhà ngày hôm nay đi xuyên suốt đều là rất là sáng nha anh chị, không có bị tối mảng nào hết. Tiếp theo thì mình sẽ bước xuống cái không gian phòng bếp khá là rộng thoáng ha. Diện tích của nó là em cảm giác nó sẽ lớn hơn cái phòng khách rất là nhiều, gần hơn 20 mét vuông. Toàn bộ là được lát gạch lên đến 2 mét hết, đảm bảo mức độ sạch sẽ căn nhà và giấy dán tường. Đây là khuôn viên bếp của căn nhà nè anh chị. Đấy, hệ thống tủ kệ bên đây làm nguyên một căn tủ trên cao nữa nè, và có một cái giếng trời để lấy ánh sáng cho căn bếp này thoáng hơn. Tiếp theo mình xuống cái không gian cuối cùng của căn nhà là toilet và nơi giặt giũ quần áo vệ sinh căn nhà nè. Đấy, toilet là phòng tắm và bồn đi toilet thì nằm riêng. Bên đây là phòng tắm nè anh chị, với diện tích là cũng khoảng gần 3 mét vuông ha. Đây cũng có cái lỗ thoáng khí luôn. Em rất là thích những căn nhà nào mà có phòng toilet vệ sinh thoáng khí như thế này. Ở đây là bồn cầu nè, vòi xịt và vòi nước đầy đủ ở bên đây. Đây là cái khu vực cuối cùng căn nhà, nguyên một khoảng sân sau nha anh chị. Khu vực này thì thoải mái, anh chị có thể trồng rau nuôi gà ở phía sau này rồi. Bởi vì cái chiều dài của nó còn rất là nhiều, khoảng độ hơn 10 mét đó anh chị. Bồn nước thì được lắp ở phía sau này luôn, ở trên trụ cao để tạo áp lực sử dụng nước mạnh cho căn nhà ha. Hàng rào thì chỉnh chu từ trước tới sau. Đó là tổng thể căn nhà ngày hôm nay, khá là đẹp đúng không anh chị, và thẩm mỹ. Và giá cả ngày hôm nay mà cô Hương kêu bán căn nhà này cũng khá là hợp lý ha. Mọi nhu cầu chi tiết sau khi anh chị xem hết cái video này, liên hệ với cô Hương để mua nhà qua số điện thoại 0978 193 953 đã hiện góc trên màn hình. Đó, bây giờ thì Hoàng sẽ di chuyển từ vị trí căn nhà ra ngoài quốc lộ 22B, sau đó di chuyển về Ủy ban dân xã Cẩm Giang, rồi chờ Cẩm Giang cho anh chị tham khảo được mức độ dân cư, tình hình quán xá khu vực này nó sẽ phát triển như thế nào. Bây giờ thì Hoàng sẽ thông báo luôn cái giá mà cô Hương đang kêu bán căn nhà của mình với tổng giá trị là 1 tỷ 350 triệu. Giá này thì cô Hương bảo là chỉ có thương lượng bất lọc thôi nha, cho nên là anh chị nào cân đối được nhu cầu tài chính cũng như là sở thích của mình, nếu ok thì mình có thể liên hệ trực tiếp với cô Hương chính chủ qua số điện thoại 0978 193 953 để liên hệ mua nhà cô Hương nha. Mình qua được cái thánh thất Cẩm Giang này nè anh chị, mình sẽ ra được quốc lộ 22B rồi. Anh chị cô chú nào không có thời gian xây dựng theo dõi căn nhà công trình của mình thì có thể chọn những căn nhà nguyên căn như thế này để có thể ở ngay cũng như là vừa túi tiền của mình ha anh chị. Giá kêu khá là hợp lý so với thị trường hiện tại. Và đây là quốc lộ 22B rồi. Anh chị quẹo trái là về trung tâm thị trấn Gò Dầu cũng như là về Sài Gòn, còn quẹo phải theo hướng này á là về ngay Ủy ban dân xã Cẩm Giang, sau đó về cái địa phận của thị xã Hòa Thành rất là phát triển, rồi về tới thành phố Tây Ninh là khoảng 10 cây số. Và Hoàng xin nhắc lại thông tin căn nhà là ngang 5m66, dài xuống là hơn 44m, mặt hậu nở ra 6m. Toàn bộ là full 100% là thổ cư. Căn nhà của mình khá là rộng rãi, có sân trước sân sau, hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, rồi phòng sinh hoạt chung. Giá bán toàn bộ là 1 tỷ 350 triệu, liên hệ chính chủ của Hương, số điện thoại đã hiện góc trên màn hình rồi. Đây là cái trường trung học cơ sở nè anh chị. Đây, cách nhà mình rất là gần ha. Và hàng loạt các công trình nhà nước nằm ở khu vực này luôn. Và những thánh thất nè, những ngôi chùa cũng nằm xuyên suốt trên quốc lộ 22B này. Ủy ban xã, trạm y tế, đặc biệt là chợ lớn Cẩm Giang, rồi Bách Hóa Xanh cũng nằm gần đây. Và hàng loạt các cây xăng nằm trên khu vực tuyến đường này luôn. Đây là Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giang nè anh chị. Đấy, rồi trạm y tế, ban chỉ huy quân sự cũng nằm liền kề. Và đi thêm khoảng độ 200m nữa mình sẽ đụng ngay cái Bách Hóa Xanh cũng như là chợ Cẩm Giang nha. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Anh chị nào có nhu cầu mua nhà xin liên hệ với cô Hương qua số điện thoại 0978 193 953 đã thể hiện góc trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh.